hàng này là hàng ủ mu đó, mà giờ mưa quá, giờ để đem vô nhà em quay cho anh chị mình xem. Hai con họa mi, một con đó, một con to như này nè, một con này xe này nè. Nói chung là đấy anh em thấy không, hot như cái máy. DJ. Sorry, it's DJ. Gấp 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 gấp. Bữa nay em có hai con họa mi, một con á thì rất là to, một con á thì mẫu hot xòe đó. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem. Gấp lắm anh chị em ơi, gấp lắm, bão rồi, tới nơi rồi đó. Thì đang chuẩn bị nhập chim họa mi nữa, mà cái anh nhân viên xe lửa ngoài Hà Nội người ta vận chuyển vô á, thì ảnh mới thông báo là hiện tại là đang bị Quảng Bình rồi này nọ ngập úng rồi các kiểu luôn đó, cho nên là không có nhập được. Thì hôm nay em lên đó nè, không hót như cái máy luôn nha. Đó, chỉ cần nghe máy kêu thôi là nó hót nè. Đó, đây nữa nè. Thì cái con này là chim xòe nè, con này chim xòe to nhưng mà nó bị rớt, hình như là bị rớt một cọng lông đuôi hoặc là hai cọng lông đuôi nha. Con này xòe to, con này hai đồng hai nha. Con đang hót này nè, mẫu to như này nè. Con này thì 1.800.000, hót như cái máy luôn. Nhưng mà anh chị em biết không, cái nghệ thuật mà anh chị em mình nuôi chim họa mi thì cứ nghe lời em nói thôi là nghe nó hót à. Để áo chữ A dùm cho em nha. Em năn nỉ mấy anh luôn á, nuôi chim họa mi là để áo chữ A và một cái nơi yên tĩnh nha. Rồi mình cho nó nghe cái tiếng con họa mi mái nó xùy, chứ mình đừng có kè nha. Đó, nếu mà mình kè mái, mình ốp mái là nó sẽ rất là ít hót, giống như là cái con họa mi chọi của em nè. Đây, con này 10 mấy triệu của em nè, anh chị em thấy không? Em ốp mái như thế này là nó không bao giờ nó hót đâu, nó im ru ở trong lồng không à, nó lùng sụp ở trong lồng không à. Đó, người ta hay nói là mèo rửng mỡ đó. Đó là mình để cái con mái mà kế bên cái con trống như này là nó chỉ có lùng sụp ở trong lồng thôi, chứ nó không hót nha. Còn nếu mà mình muốn cho nó hót á, mình để cái áo chữ A giống như em nói á, để áo chữ A rồi sau đó là mình chỉ cho nó nghe thôi. Đó, cho nó nghe thôi. Rồi, bây giờ em sẽ vô thẳng cái vấn đề, quay cái con này trước nha. Cái con to trước cho anh chị em mình. Đó, cái con này thì anh chị em thấy không? Ngồi kế bên nó chỉ cần nó nghe thấy tiếng mái hót thôi, nghe tiếng mái xùy thôi là nó hót lên. Con này 1.800.000 nha, mẫu to lắm. Mẫu con này họa mi bổi nha. Mẫu này anh chị em gột chiến, gột hot gì đó thì tùy anh chị em mình. Nói chung là cũng tương đối dạng. Đang ngồi mở lồng ra cho anh chị em mình xem nè. Đây nè anh chị em. Đây nè. Con này là cái mắt bã chè nha anh chị em nha. Ở ngoài Hà Nội người ta gọi là mắt bã chè, có nghĩa là cái mắt nó hơi vàng vàng nha. Đó, đầu to, mỏ to. Đó, lông đuôi thì nó có một bên thì nó hình như là hai bên luôn anh chị em ạ. Nó chưa ra hết, chưa hết lông đuôi nha. Con này á, thì em về em cân nó là 66g nha anh chị em nha. 66g, không có thạch lỗi gì hết. Đầu to, mỏ to, dàn quá to. Nói chung là cái con này nó rất là già rừng. Đó, thấy không? Mỏ to quá, mình ngồi kế bên mình nói chuyện á. Đó, nó nghe thấy mình nói á, nó biết là nó sắp sửa nó đi xa rồi cho nên là nó nhảy. Đó, cho nên chè bớt bớt lại anh chị em nè. Đây, mẫu to lắm. Mẫu to lắm nha anh chị em nha. Gấp lắm anh chị em ơi. Đó, chim bữa nay là bão bụng rồi, không có chim rồi. Rầu thiệt. Đó, thấy không? Ngồi cái chừng mét thôi là đứng lồng nha. Đó, thấy chưa? Cái mẫu này ở ngoài Hà Nội anh chị em mình cứ đi lên trên phở bò ba tê búc rồi ha, mua xem mà nó cứ ngồi nó quay quay này nè, không quay đâu, nó chụp hình thôi nha anh chị em nha, không quay đâu, chụp hình thôi. Đó, lúc nào cũng con này 2.800.000, con này 3.500.000. Ủa, không có giá rẻ đâu anh chị em à. Ở ngoài Hà Nội thì anh chị em biết rồi ha. Nếu mà anh chị em mình mua ở ngoài trực tiếp ở ngoài Hà Nội nó nhiều, nó sẽ tốn chi phí nhiều lắm. Cái thứ nhất là anh chị em mình sẽ tốn chi phí cái tiền xe mà họ gửi ra bến xe Mỹ Đình. Rồi từ bến xe Mỹ Đình á, bến xe Hà Nội á, là nó gửi xe lửa vô tới ga Sài Gòn. Thì giống như thường thường mà anh chị em thấy em hay nhập chim ở ngoài Hà Nội vô, cái xe lửa nó gửi vô, cứ một con như vậy là 200.000. Đó, nếu như anh chị em mình lấy tới ga Sài Gòn lấy nha, là 200.000 nha. Còn nếu mà anh chị em mình mà nhờ mấy ông xe ôm ở trong ga Sài Gòn mà giao tới nơi á, là cứ một con như vậy ông lấy thêm 100.000 nữa. Đó, tính ra anh chị em mua một con chim ở ngoài Hà Nội, nếu mà anh chị em mình khách lẻ nha, không có giống như em á, là anh chị em mình phải chịu cước tới 300.000 được.
Thì cái này, cái thông tin này thì nói đi nói lại hoài thì anh chị em mình cũng thừa biết rồi. Ai chơi chim họa mi mà có mua ở ngoài Hà Nội thì cũng biết rồi. Cái này em không cần phải nói nhiều ha. Rồi, con này 1 đồng 8 cho anh chị em mình về gột nha. Đó, lông đuôi thì nó đang ra, mẫu thì rất là to, mỏ to, đầu to, nói chung là cái gì cũng to, giá mềm mèo, có 1 đồng 8 à. Đó, thấy không? Đó, chim cũng tương đối dạng nha, đang ngồi khoảng cách 1 mét lồng. Đó, vẫn đứng chim nha. Đó, nghe tiếng mái là hót, nghe tiếng mái là hót. Rồi bây giờ để em che bớt cái con này lại ha. Đó, thấy không? Khoảng cách mà 1 mét là đứng lên cái là tới lên ha. Đó, che bớt lại. Con này 1 đồng 8 nha anh chị em nha. Bây giờ tới cái con hót xòe nè. Con hót xòe nè. Cái bộ con này thì nó không có to như con này. Nhưng mà được cái là hót xòe, anh chị em mà chơi hót thì lại rất là thích con này. Cái con này nó cũng tương đối dạng nha. Con này tương đối dạng, con này bộ chung tương đối dạng, nó rớt một cặp lông đuôi nha anh chị em nha. Đó, trong vấn đề vận chuyển với lại sang học rồi này nọ thì nó bị rớt một cặp lông đuôi. Con này thì 2 đồng 2 nha anh chị em nha. Đó, không tật lỗi luôn. Đây, bộ cũng con này theo em thì bộ trung thôi chứ không có phải là to giống như cái con hồi nãy, bộ trung, nhỏ hơn cái con hồi nãy tí xíu. Con này cũng tầm tầm cũng 62 gram hay 60 62 gram gì á. Thì anh chị em có thể về chăm cho nó cám ngon, mồi tươi vô cho nó nở ra ha. Chim mọc mùa này lông mới mà. Đó. Hiện tại thì ở ngoài đó người ta nuôi cho ăn cám gà, đó về em thì em cho ăn cám mi hót đó. Con này bao cho anh chị em mình hót xòe. Nói chung là có chim hoặc là khi mà nó đứng nó chơi anh chị em để ý là nó sẽ xòe to lắm. Nói chung là hàng mà em nhập ở ngoài Hà Nội thì em mua của những cái nguồn mà dạng như là nó cũng tương đối có uy tín. Đó, cho nên là yên tâm về chơi. Đó, con này thì hôm bữa em nhớ hình như nó bị rớt một hoặc là hai cọng lông đuôi gì á. Con này nó xòe to lắm. Con này nó đấu xòe to lắm nhanh chứ nha. Đó, cho nên cái giá của nó cũng hơi cao. Con này thì mắt xanh hạt đậu. Đó, chân tay móng cặn rất là ok ha. Đầu to, mỏ to. Nói chung là hàng này á, anh chị em nhìn mẫu không? Tuyệt vời không? Đó. Con này thì nó dạn hơn con hồi nãy nha. Do là biết sao không? Em mở to là một cái, thứ hai đang ngồi kế mà mình nói chuyện nó cũng to. Đôi khi nhiều khi mình đang giống như là mình đang ở trong nhà đang làm cái gì đó mà có người mà người ta nói to là mình sẽ dễ bị giật mồng. Đó. Con chim nó cũng vậy thôi. Đó. Con này thì 2 đồng 2 nha anh chị em nha. Con này thì nó hót xòe, hót đấu xòe nha. Con này hót đấu xòe to. Hót đấu xòe to nhưng mà nó bị rớt một hoặc là hai cặp lông đuôi gì đó. Đó, em không có nhớ rõ nữa. Đó, hôm bữa hình như là em nhớ là em sang qua bên cái lồng này em cho tắm nè. Em nhớ là em sang qua cho tắm thì nó bị rớt một cọng lông đuôi, em nhớ là như vậy, một hoặc là hai cọng, em không nhớ chính xác. Đó. Thì tất cả những cái dòng chim riêng họa mi thôi. Họa mi á thì anh cám cứng nha, họa mi bội lỡ mà anh cám cứng ha. Đó, còn chè lửa chè than là thường em quay là em không có nói, em mà em luôn nói chứ không phải là em không nói, có nghĩa là em luôn luôn em nói là chim ở đây em bán là chim mới chưa anh cám, đó là cái con chè than và chè lửa. Còn riêng cái dòng họa mi bội lỡ thì anh chị em mình yên tâm nha, cám cứng rồi đó, người ta nuôi lâu rồi và cũng khá là đứng lòng ha. Con này á tại do là em đang nó dạng hơn cái con mà hồi nãy em quay, do là em đang ngồi kế mà em thấy nó dạng á, cho nên là em mở to là một cái, thứ hai mình cũng nói to để cho nhiều anh cái tai có vấn đề người ta nghe không có rõ đó, cho nên là nó hơi nhảy thôi chứ thật ra thì con này nó dạng lắm. Cái con này em cầm lồng nó còn không nhảy nữa, bữa em lấy vô nè, em cầm lồng nó còn không nhảy nữa nè, con này dạng lắm đó, thấy không? Không, do là mình mở cái áo lồng nó to quá đó. Chứ con này thì bữa em nhập là hót xòe, cầm lồng không nhảy nữa anh chị em à. Đó. Hai cái con họa mi này nè, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn đó thì em sẽ tặng cho một cái gói cám họa mi hót nha. Nhưng mà nhớ nhắc em nha, chứ nhiều khi lu bu với em lo đóng hàng rồi này nọ em hay quên á, anh chị em thông cảm nha. Đó, nếu mà anh chị em mình có nhu cầu bảo tồn nha. Đó, con này mẫu to nha, mẫu to. Đó, 1,8 triệu. Con này mẫu xòe nha, 2 đồng 2. Đó, không bao ship, chim thôi nha, không có lồng nha. Cái lồng này em đặt ngoài Hà Nội tới 1,6 triệu luôn anh chị em à. Đó, không có lồng nha. Nãy giờ em đang quay là em nói cho anh chị em mình là nói là dạng như là cái giá chỉ có giá chim thôi nha, không có lồng nha. Đó, ở đây em có bộ chào màu nè. Hôm qua có anh trai anh hỏi anh hỏi Thành ơi có anh chào màu nào VIP giọng hay rồi này không? Em kêu có con này là giọng như giọng Huế luôn. Giọng như là giọng chim Huế. Mà mẫu thì rất là to. Con này á em báo với anh trai đó là 1,8 triệu không có lồng. Đó, cái lồng này em mua 800k nếu mà anh chị em lấy nguyên một bộ nha. Để cho anh chị em mình giá 2 đồng tư thôi, em thiệt em không có mê chào màu, sẵn là em lấy luôn xuống em quay cho anh chị em luôn nè. Em không có mê chào màu anh chị em à, con này hay lắm. Con này bộ rất là to. Con này bộ to, chơi rất là hay, chơi giọng hay lắm.
À quên đó. À, cái con chào mèo là thường là người ta không có kê cái điện thoại sát vô quay được. Em là không biết có sao không này, em cũng ớn ớn bên chào mèo lắm. Thiệt chứ. Đây, con này thôi để em xe ra rồi chắc anh chị em à, để ngồi kế bên lồng họa mi là quay cho chắc. Cái con này giọng rất là hay anh chị em à. Giọng rất là hay luôn. Giọng hay mà tướng to lắm. Đấy anh chị em theo. Đấy, coi cái giọng, coi cái tướng này. Đấy, chưa chi là quét lên ha. Đấy. Nói chưa, con này tướng to lắm anh chị mà, to lắm. Đó, con này của ông hàng xóm. Họ về chơi coi như bao chơi luôn nha. Họ về anh chị em mình có thể đi dọt cà phê nhẹ nhẹ được rồi ha. Họ có thể là em không phải chủ của nó hay sao. Nó gặp em cái nó nhảy. Đó. Nó tướng chào quá luôn, ghê. À. Hình như là nó đang nghe mình nói chuyện cái nó sợ. Im. Để mình im thử. Con này bộ to lắm anh chị mà, không có tật lỗi gì hết, bộ to lắm. Ông nuôi là ông cho anh cám Hiệp Đồng Nai. À quên, đục. Đấy. Quên cái lồng này. Okay, em có hai cái vấn đề em định nói. Cái thứ nhất, cái thằng cha bán lồng này mình dặn hoài à, mình kêu là cái lồng á mình mua về để mình nhốt chim rồi mình có khách mình bán lại, mà ông cứ ghi cái giá tiền ở trên cái lồng hoài, em bực mình ông ghê luôn á. Thí dụ như lồng mà mua 700-800 về mình bán mình kiếm tiền xăng 50-100 đi, ông ghi bẻ giá tiền ở đây rồi làm sao mà kiếm tiền được. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bữa giờ em lướt Facebook á, em thiệt em thấy thằng ông nội Hiệp Đồng Nai, ông nội Hiệp Đồng Nai ông bán kém chim mà ông toàn mua chim ông đem đi thả mà đó. Thì chào mào em nuôi như thế này nè, nó sổ giọng nó chơi ghê lắm, cứ chùm lại nè. Đó, cái ông nội Hiệp Đồng Nai mình lướt Facebook lướt tóc tóc rồi thấy mẹ ông nội em ổng bán cám mà ổng toàn là mua chim trồng hào ổng đem ổng thả không à, mình thấy cũng ngộ ghê. Không lẽ giờ mình mua, mình là dân bán chim, không lẽ giờ mình đi mua sâu mình đem ra mình phóng sanh chứ. Thì chứ bữa nào em phải mua mấy ký sâu em đi em phóng sanh mới được, chứ ổng bán chim mà ổng đi ơi ổng bán cám thì ổng lại đi thả chim, còn giờ em bán chim thì em đi thả sâu. Đúng rồi, phải chơi chiêu đó. Rồi chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Mưa bão lắm, không có chim anh chịu câu giờ. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi.